Màn hình gaming 27 inch 2K 100Hz mà trong tầm giá chỉ 3 triệu á, với một cái thông số và một cái mức giá như vậy thì phải gọi là rất tối ưu chi phí luôn. Vậy thì anh em có tò mò không? Đây là một chiếc màn hình đa dụng, có thể làm việc được, đồ họa được và chơi game được luôn. Nhưng mà mức giá của nó thì lại rất hợp lý. Và giới thiệu với anh em, ngay bên cạnh tôi đây là chiếc màn hình Cooler Master GA271. Còn cụ thể như nào thì anh em hãy đợi sau intro nhé. Và ok, nhìn qua một chút về ngoại hình thì tôi đánh giá đây là một chiếc màn hình có một cái thiết kế khá là basic nhưng mà nó khá là hiện đại. Nó sẽ phù hợp cho nhiều những cái góc làm việc cũng như là góc setup khác nhau. GA271 sở hữu một cái tấm nền phẳng 27 inch, viền trên và hai bên cực mỏng nha, trong khi viền dưới dày hơn với logo Cooler Master chính giữa. Màn hình này sẽ điều chỉnh được độ nghiêng từ -5 cho đến 20 độ. Ngoài ra thì chiếc màn hình này còn sở hữu một cái góc nhìn rộng 178 độ cả theo chiều ngang lẫn chiều dọc. Chân đáy ở đây thì nó sẽ có dạng hình vuông, bo tròn 4 góc khá là gọn gàng và nó sẽ không chiếm nhiều diện tích ở trên bàn. Thậm chí là anh em có thể đặt một vài vật dụng lên đó như là đồ dùng hay là đồ decor cũng rất là tiện luôn. Chưa kể là mặt sau màn sẽ còn có cả ngàm treo VESA 100x100. Và điều này thì nó sẽ còn tối ưu cái không gian sử dụng hơn cho anh em rất là nhiều. Ok, và đó là một vài điểm về ngoại hình của chiếc màn hình này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thông số chi tiết xem là nó sẽ sở hữu những gì nhé. Đầu tiên thì GA271 sẽ sở hữu tấm nền VA và độ phân giải là 2K. Ấn tượng hơn là độ tương phản của nó khá là cao, 4000/1, hình ảnh cho ra sẽ đẹp, sắc nét. Tiếp đến là GA271 có hỗ trợ HDR10 cùng với gam màu bao phủ 95% sRGB để tăng cường độ sáng và giải màu rộng hơn. Hơn nữa là chiếc màn hình này còn được phủ một cái lớp chống chói mờ nhẹ, nó sẽ giúp ngăn phản xạ mà không làm cho hình ảnh bị quá nhiễu. Cuối cùng là chiếc màn này sẽ sở hữu một cái tốc độ phản hồi chỉ 1 ms cùng với tần số quét là 100Hz. Và điều này nó sẽ giúp cho những anh em nào mà chơi game sẽ có một cái trải nghiệm chơi game với hình ảnh chuyển động mượt mà hơn bao giờ hết. Về cổng kết nối thì sẽ khá là cơ bản thôi, sẽ có 2 cổng HDMI 2.0, một cổng DisplayPort 1.2 có hỗ trợ HDR và một jack 3.5 cho tai nghe. Và bên cạnh những thông số trên thì chiếc màn hình GA271 này còn có thêm cả một vài công nghệ tích hợp nữa. Đặc biệt nhất thì phải kể đến công nghệ VRR, có nghĩa là Variable Refresh Rate. Nó sẽ bao gồm Adaptive Sync và FreeSync cùng với hỗ trợ G-Sync Range. Công nghệ này thì nó sẽ giúp cho anh em có một cái trải nghiệm hình ảnh không bị xé hình hoặc là giật hình, từ đó để trải nghiệm chơi game cũng sẽ mượt mà hơn. Tiếp đến chúng ta sẽ có hai cái công nghệ khá là quen thuộc, đó là Low Blue Light và Anti Flicker, đó là chống nháy hình và hạn chế ánh sáng xanh. Và cuối cùng sẽ là công nghệ Overdrive. Đây là một công nghệ tối ưu hóa phản ứng pixel để giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động trong các cảnh có nhịp độ nhanh. Và nhiều anh em khi mà nghe đến màn hình sử dụng tấm nền VA thì chắc là sẽ mặc định rằng là chất lượng nó sẽ không bằng được IPS. Thì tuy nhiên là trên thực tế chiếc màn hình Cooler Master GA271 27 inch 2K này nó đang cho ra một cái trải nghiệm sử dụng rất là tốt trong mức giá là dưới 3 triệu. Và ok, để anh em có một cái nhìn khách quan hơn thì bây giờ tôi sẽ có một cái phép so sánh nhỏ với cả một chiếc màn hình cũng có thông số gần tương tự. Và ở đây tôi đang có màn hình MSI MP273QP 27 inch 2K IPS 100Hz. Mẫu màn MSI thì nó có mức giá gần gấp đôi và sở hữu panel IPS nữa, nên chắc chắn là về chất lượng thì nó sẽ hơn rồi. Nhưng mà với mức giá rẻ chỉ 2.990.000 thì chiếc màn GA271 cùng với cái thông số là 27 inch 2K 100Hz cũng là một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho khối văn phòng và làm việc phổ thông. Để tổng kết lại thì trong tầm giá chỉ khoảng là dưới 3 triệu thì chiếc màn hình Cooler Master GA271 này nó sẽ sở hữu những thông số như là 27 inch 2K 100Hz này, ở tốc độ phản hồi chỉ 1 ms, hơn nữa là cái tỷ lệ tương phản của nó cũng rất là cao nữa. Nói chung đây sẽ là một cái màn hình phải gọi là rất lý tưởng với những cái nhu cầu sử dụng hàng ngày cho khối văn phòng cũng như là chơi game phổ thông. Và link chiếc màn hình này thì tôi sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả cho anh em tham khảo. Cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà PC nhé.